Xin chào bạn, đây là kết quả sau khi chúng tôi cắt bao quy đầu đây, hoặc là da đây, các bạn thấy của bạn ấy bên trong rất là dính, các bạn thấy là vỡ dính được da như thế này đấy. Các bạn thấy là cái chỉ rất là bé luôn. Mặc dù là hẹp rất là nặng nhưng mà các bạn thấy vết mổ rất là đẹp đúng không? Tôi yên tâm là bạn đẹp lung linh nhé. Cái tỷ lệ dưỡng da niêm mạc các bạn thấy là nó rất là cân đối. Chứ còn nếu mà cắt bằng máy nhé, nó chỉ còn một tí này thôi, nó thành khoanh. Đây gọi là dưỡng tối đa cái niêm mạc cho bạn biểu như này đấy. Tôi sẽ xong cái đơn đây, hôm nay mình sẽ phẫu thuật cắt bao đầu cho một thử nghiệm nam 35 tuổi rồi. Đã bị hẹp bao đầu, bạn thấy là hẹp độ 1, không lộ được một tí cái lỗ đáy nào. Thế thì những cái trường hợp hẹp như này, các bạn thấy là bên ngoài nó rất là bình thường, nhưng bên trong nó là một cái thế giới hoàn toàn khác, nó sẽ bị viêm. Rồi cái niêm mạc nó còn một tí cái chỗ từ cái lỗ đáy này đấy, mà đến cái chỗ khớp dương vật thì các bạn này còn rất là ít. Này thì lượng cắt bằng máy ấy, thì chúng ta sẽ còn rất là ít cái niêm mạc đấy, thì nó sẽ trông rất là xấu. Còn bản thân cắt bao quy đầu nó để nó đẹp ấy, đấy thì nó phải cân đối tỷ lệ giữa niêm mạc và da bên ngoài. Đấy, trên là chúng ta sẽ cắt bằng laser cho bạn ấy thôi. Đấy, chứ còn không thể cắt bằng máy được các bạn nhé. Cắt bằng laser của em nó thực diện là nó khá là khó các bạn nhé, nặng. Và chúng ta phải cắt tối đa cái da này các bạn này để cho nó khô niêm mạc. Không là ví dụ như mà chúng ta cắt da đến đây mà niêm mạc chúng ta chỉ cắt đến đây thôi đấy, thì nó sẽ được khi nó lại hơi thường 100 triệu. Thế nó còn bao nhiêu, chỗ nào rẻ cũng phải tầm độ 100 không làm nhé. Xin chào bạn, đây là kết quả sau khi chúng tôi cắt bao quy đầu đây, hoặc là da đây, các bạn thấy của bạn ấy bên trong rất là dính, các bạn thấy là vỡ dính được da như này đấy. Các bạn thấy là cái chỉ rất là bé luôn. Mặc dù là hẹp rất là nặng nhưng mà các bạn thấy vết mổ rất là đẹp đúng không? Tôi yên tâm là bạn đẹp lung linh nhé. Cái tỷ lệ dưỡng da niêm mạc các bạn thấy là nó rất là cân đối. Đấy, chứ còn nếu mà cắt bằng máy nhé, đấy, nó chỉ còn một tí này thôi, thành khoanh. Đây gọi là dưỡng tối đa cái niêm mạc cho bạn, ví dụ như này đấy.